Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh kiến thức tử vi về tướng số của chúng tôi để cùng chiêm nghiệm và giải mã những lá số của mình cũng như là của người khác. Và các bạn thân mến, trong nội dung bài viết trong ngày hôm nay thì kiến thức tử vi chúng tôi sẽ chia sẻ đến các quý anh chị và các bạn một video mới nhất và nóng nhất có nội dung như sau: tử vi về nhân tướng học, về lý giải những tật xấu của bạn khiến cho cuộc đời của bạn có cố đến đâu cũng không thể phất lên nổi, và liệu bạn có phạm phải những điều gì mà cấm kỵ trong cuộc sống hay không, thì hôm nay kiến thức tử vi chúng tôi sẽ lý giải và phân tích những tật xấu nó khiến cho cuộc đời bạn có cố đến đâu cũng không thể phất lên nổi. Sau đây xin mời các quý anh chị và các bạn hãy chú ý theo dõi và lắng nghe. Về 7 tật xấu khiến cho cuộc đời của bạn dù là có cố đến đâu cũng không thể ngóc đầu lên nổi, và liệu bạn có phạm phải những điều cấm kỵ ở dưới đây hay không. Và đây cũng là một trong những tật xấu nó cản trở cuộc đời của bạn, khiến cho bạn mãi mãi nằm ở bậc trung. Càng nhận ra sớm thì thay đổi càng sớm. Bạn muốn có thể khiến cho cuộc đời mình trở nên tốt đẹp hơn và không bao giờ phải hối tiếc ở trong tương lai. Về con người chúng ta thì không ai là hoàn hảo, và đây cũng là một sự thật hiển nhiên, nhưng đồng thời với câu nói đó cũng trở thành một lý do nó luôn luôn trực chờ sẵn ở trên môi để con người chúng ta ngụy biện cho những hành vi không hoàn hảo của mình. Quả thật có những tật xấu nó cản trở cuộc đời hiển nhiên, nhưng nhiều người lại chẳng hề tự nhận ra về bản thân mình cũng đang mắc phải. Và ai cũng nỗ lực để vươn tới sự hoàn hảo, nhưng chẳng có mấy người ý thức được những khiếm khuyết của chính mình. Và dưới đây là về 7 tật xấu nó thường cản trở cuộc đời của bạn. Vì vậy, bạn cần phải thay đổi ngay và hôm nay nếu không muốn cuộc đời mình mãi mãi ở mức tầm thường. Và các bạn thân mến, với những khuyết tật mà chúng ta mắc phải những bệnh đầu tiên, về thứ nhất đó là mắc bệnh đa nghi quá nặng. Về trên đời này với căn bệnh ung thư vốn là ác mộng với tất cả mọi người, nhưng còn có một căn bệnh còn rất đáng sợ hơn cả ung thư, đó là căn bệnh đa nghi. Với người xưa thường nói rằng tướng là do tâm sinh, với cảnh do tâm chuyển. Do là chúng ta suy nghĩ ở bên trong thì nó sẽ ảnh hưởng đến dung mạo của bạn. Về tâm cảnh của bạn sẽ quyết định về hoàn cảnh mà bạn sẽ gặp trong cuộc đời, từ đó nó sẽ quyết định cả vận mệnh của bạn. Do đó khi mà bạn kiểm soát được tâm thái của bản thân mình thì mới có thể bình tĩnh và đối mặt với những chuyện xảy ra trong cuộc sống. Với một tâm thái mà cao đẹp thì sẽ mang đến cuộc sống tốt, và cuộc sống tốt chính là chất lượng cao của đời người. Thế nhưng về bệnh đa nghi chính là một vận cản lớn nhất cho chúng ta có được một cuộc sống bình yên, an yên và thanh tịnh, tự tại trong cuộc sống. Về bệnh đa nghi, nó khiến tâm trí chúng ta luôn trong tình trạng phiền muộn, bất an, suy nghĩ bậy bạ. Với những trường hợp nặng còn có thể khiến cho người ta sinh ra chứng hoang tưởng bị hại, thậm chí là trầm cảm. Với thuốc chữa cho những căn bệnh đa nghi này chỉ có lòng tin, và lòng tin tưởng cũng chính là điều cốt lõi bất kỳ ở mối quan hệ nào. Nếu không có lòng tin thì dù là bạn bè, đồng nghiệp hoặc đối tác vợ chồng, kể cả là tình thân ruột thịt, thì tất cả những mối quan hệ đó đều sớm bị rạn nứt và bị đổ vỡ trong cuộc sống. Và các bạn thân mến, về thứ hai là người không bền lòng. Về Lão Tử thường dạy rằng về thiên hạ nan sự tất tắc vu dịch, có nghĩa là thiên hạ đại sự tất là vu tê. Câu nói này có nghĩa là việc khó trong thiên hạ nó khởi từ chỗ dễ, và việc lớn trong thiên hạ nó khởi từ lúc còn nhỏ. Chính vì thế cũng nên cần phải quyết những việc khó từ khi dễ và thực hành việc lớn từ khi nó còn nhỏ.
Về trên đời này thì mỗi một tòa cao ốc dù đồ sộ cao lớn đến đâu thì cũng đều được xây nên từ những viên gạch hòn ngói rất nhỏ. Mỗi một sự nghiệp vĩ đại đến thế nào thì đều bắt đầu từ những thứ đơn giản nhất. Mỗi một cục tiêu to lớn ra sao thì đều được thực hiện từ những mục tiêu nhỏ bé hơn. Người xưa thường nói về học vấn mênh mông và vô cùng, bền lòng là cái căn bản. Và muốn xem một người làm ra những thành tựu to lớn đến đâu thì chỉ cần xem người đó có bền lòng được mấy phần là đủ. Về một việc tưởng chừng đơn giản như đọc sách, nhưng không phải ai cũng bền lòng đọc được 20 trang một ngày. Cũng sẽ có những người nói rằng 20 trang sách là quá đơn giản, nhưng để kiên trì ngày ngày tạo thành thói quen ăn sâu bén rễ trong cuộc sống thì nếu không có bền lòng bền chí thì sẽ không bao giờ làm được. Chính vì thế, người thiếu bền lòng chính là một trong những tật xấu nó cản trở cuộc đời của bạn cần phải từ bỏ ngay từ hôm nay. Và các bạn thân mến, về cản trở thứ ba là đối với người không có tầm nhìn xa và trông rộng. Với một nhà tiến sĩ trong một lần đi tham quan ở một ngôi chùa cổ, trông thấy một chú tiểu ngồi bên gốc cây tùng cổ thụ đã được 500 năm để trồng hoa trúc đào. Nhìn vậy, người tiến sĩ thở dài. Và trước đây, khi vị sư trong chùa này trồng cây tùng cổ này đã từng nghĩ đến sự phát triển hàng trăm năm sau của chùa, mà hôm nay chú tiểu này lại trồng hoa ở đây chứng tỏ là tầm nhìn của cậu ta chỉ đến sang năm mà thôi. Có câu nói rằng người làm đại sự chỉ chú trọng vào tầm nhìn. Người không có tầm nhìn xa trông rộng thì ánh mắt cũng trở nên thiển cận, bụng dạ hẹp hòi, chỉ nghĩ đến cái lợi trước mắt mà không nghĩ đến sự phát triển về lâu về dài. Với người không có tầm nhìn xa trông rộng thì sẽ không có kế hoạch, không có mục tiêu rõ ràng, chỉ thích quẩn quanh với những điều nhỏ vụn vặt vãnh, lãng phí thời gian và công sức mà thôi. Người này không có tầm nhìn cũng là một trong những tật xấu nó cản trở cuộc đời mà ai cũng nên phải từ bỏ. Và các bạn thân mến, về rào cản thứ tư là đối với người không kiểm soát được tâm tình của mình. Về năng lực kiểm soát tâm tình là điều quan trọng và cũng cần rèn luyện đối với mọi người. Về tâm trạng lên cao hay xuống thấp, nó sẽ quyết định phần lớn những thành tựu mà một người có thể đạt được cao đến đâu. Và có những lúc thì bạn cảm thấy không thoải mái, không vui, chính là lý do ma quỷ ở trong lòng bạn đang quấy phá. Nó sẽ làm khó bạn, không phải là người khác, mà chính là do suy nghĩ ở trong chính lòng của bạn. Về tâm tình, nó cũng giống như một lưỡi kiếm. Nếu như bạn biết cách khống chế nó và điều khiển nó thì thanh kiếm ấy sẽ trở thành một vũ khí lợi hại trong tay bạn. Nhưng mà nếu bạn để nó khống chế về bản thân mình, mặc cho nó uy hiếp và gây nguy hiểm cho bạn, thì như vậy nó rất dễ dàng phá hủy cuộc đời của bạn ngay. Và bạn có thể đa sầu đa cảm, nhưng nhất định phải kiểm soát tốt tâm tình của bạn và bản thân trong mọi trường hợp. Để kiểm soát tốt tâm tình sẽ quyết định với cách mà bạn đối đãi với thế giới bên ngoài, và nhân duyên của bạn tốt hay không nó cũng phụ thuộc vào điều đó và tư duy của bạn. Và các bạn thân mến, về rào cản thứ năm là đối với một người mà có tính hay thích kiếm cớ với người khác. Về bất cứ ai cũng nên phải học cách tự hỏi ngược lại bản thân mình. Nếu như mà luôn trách cứ người khác thì sẽ chỉ thấy lỗi sai của người khác, còn bản thân thì luôn luôn là đúng. Nhưng nếu tự hỏi chính mình thì sẽ có thể nhìn thấy rất nhiều mặt sai sót của bản thân. Cũng như vậy thì làm gì còn thời gian để đi trách móc người khác và tự gây tội nghiệp cho chính mình nữa. Với người thường biết và thường xuyên tự kiểm điểm chính mình, dù gặp phải chuyện gì cũng sẽ bình tĩnh đối mặt và có cách giải quyết đôn đẹp. Còn người chỉ biết trách móc với người khác và chỉ biết kiếm cớ để chứng minh người khác sai của bản thân mình là luôn đúng thì sẽ chẳng bao giờ làm nên việc lớn. Người như thế thì nhân duyên cũng rất nghèo nàn.
Người thường đùn đẩy trách nhiệm thì sẽ luôn tìm cớ để thoái thác những sai lầm của mình. Và đây cũng là một trong những tật xấu, nó cản trở cuộc đời của bạn, khiến cho người đó mãi mãi là người tầm thường mà thôi. Và các bạn thân mến, về rào cản thứ 6 là đối với người thường có tính khôn vặt. Với những người thường là dở thủ đoạn khôn vặt, không muốn thật sự bỏ công sức để làm việc, không đi sâu vào nghiên cứu, với người như vậy sao có thể làm nên việc lớn và có thể làm được trò trống gì. Với con người không chỉ cần là có trí thông minh, còn cần phải có sự kiên nhẫn và đầu tư công sức thì mới có thể gặt hái được thành quả xứng đáng. Với kẻ thích dở trò khôn vặt thì luôn luôn tìm cách để đạt được lợi ích về mình mà không cần phải động tay động chân, làm việc lợi mình và thiện người thì tự cho bản thân mình là thông minh. Nhưng thực ra với những kẻ đó đang tự tay tiêu hao về vận may và phúc báo của chính mình, cuối cùng cũng sẽ rơi vào thảm cảnh hối hận sẽ không kịp. Sống trên đời này thì nhất định phải nhớ rằng không bao giờ được phép xem thường người khác, không bao giờ được phép là tự do cho mình là thông minh. Người thích dở trò khôn vặt mới chính là người ngốc nghếch nhất ở trên đời này. Và các bạn thân mến, về rào cản thứ 7 là người có lối sống ích kỷ nhất. Với những điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống là luôn luôn bắt nguồn từ những hành động tốt đẹp. Nếu chỉ sống cho bản thân mình mà không quan tâm đến người khác thì bạn sẽ không bao giờ thấu hiểu được giá trị đích thực của hạnh phúc. Với người sống ích kỷ chỉ biết nghĩ cho mình thì cứ tưởng rằng mình không cần ai giúp thì cũng chẳng cần giúp lại ai. Nhưng đến khi gặp khó khăn thật sự mới phát hiện ra là xung quanh mình chẳng có ai cả. Với những điều tốt đẹp mà bạn dành cho người khác thì sẽ luôn được họ khắc cốt ghi tâm. Kể cả ngày sau khi bạn đã rời khỏi cõi đời này, thì khi bạn biết lo nghĩ, sống thuận theo tự nhiên mới mong có cuộc đời viên mãn. Khi bạn biết lo nghĩ cho người khác, giúp đỡ họ khi cần thiết, thì bạn sẽ nhận được những hồi báo tốt đẹp, xứng đáng và trở nên được coi trọng như là yêu mến hơn trong cuộc sống. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhất.